Chào các bạn, hiện nay có không ít chị em vì lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp quá nhiều, gây mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, rối loạn kinh nguyệt như kỳ kinh kéo dài, vô kinh, thậm chí có một số trường hợp dẫn đến vô sinh. Vậy, dùng thuốc tránh thai khẩn cấp như thế nào để vừa không mang thai lại an toàn cho người sử dụng? Đó là mong muốn của tất cả các chị em phụ nữ khi lựa chọn phương pháp này. Sau đây, mời các bạn hãy xem hết video để có cách sử dụng thuốc vừa an toàn lại hiệu quả. Thuốc tránh thai khẩn cấp được dùng trong các trường hợp sau. Không dùng biện pháp tránh thai nào khi giao hợp. Biện pháp tránh thai đã dùng không đáng tin cậy. Bao cao su bị rách, trượt hoặc dùng sai. Màng chắn âm đạo hay thuốc ngừa thai đặt âm đạo bị đặt sai chỗ, rách hay lấy ra sớm. Giao hợp gián đoạn không thành công, tính sai ngày rụng trứng trong trường hợp dùng phương pháp nịch, vòng tránh thai bị lấy ra hay bị mất, quên dùng thuốc tránh thai hàng ngày trên 3 viên. Nhờ thành phần chính của thuốc là mifepristone có tác động ức chế việc rụng trứng và ngăn chặn sự nâng đỡ của nội mạc, do đó thuốc có tác động trước khi có sự làm tổ của trứng, nên không có thai. Tuy nhiên, uống thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ có độ tin cậy tối đa đến 80%. Nếu uống thuốc càng muộn, sau khi quan hệ hoặc sử dụng nhiều lần thuốc trên một tháng, thì nguy cơ xảy ra có thai rất cao. Cách dùng như sau. Dùng đường uống. Các bạn hãy uống một viên thuốc trong vòng 120 giờ sau khi giao hợp không an toàn. Tuy nhiên, cần uống càng sớm, hiệu quả càng cao. Nếu nôn trong vòng 3 giờ sau khi uống, bạn cần uống bù ngay viên khác. Có thể dùng thuốc tránh thai khẩn cấp vào bất kỳ thời gian nào của chu kỳ kinh, trừ khi bị trễ kinh. Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ thích hợp với những người trên 16 tuổi. Nếu bạn dùng thuốc tránh thai hàng ngày, nhưng khi bị nhỡ hay quên không uống thuốc thì vẫn dùng được thuốc tránh thai khẩn cấp để tránh có thai ngoài ý muốn. Mỗi một loại thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ có những khuyến cáo riêng. Tuy nhiên, với những thuốc có thành phần chính là mifepristone, các bạn nên dùng tối đa 2 viên trên một tháng. Không dùng thuốc tránh thai khẩn cấp như một biện pháp dùng thường xuyên mà nên thay thế bằng biện pháp tránh thai khác sẽ an toàn hơn, như dùng bao cao su, đặt vòng tránh thai, vân vân. Dùng thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ an toàn nếu cơ thể bạn hoàn toàn khỏe mạnh và sử dụng đúng theo chỉ định. Dùng thuốc tránh thai khẩn cấp có gây vô sinh không? Đây là câu hỏi của không ít chị em phụ nữ, đặc biệt là giới trẻ. Các bác sĩ sản khoa khuyến cáo, nếu nạo phá thai là nguy cơ hàng đầu dẫn đến vô sinh, thì việc lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên có nguy cơ đứng liền sau đó. Bởi thuốc tránh thai khẩn cấp ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể, đồng thời tác động đến hoạt động bình thường của buồng trứng, nên nguy cơ gây vô sinh sẽ rất cao. Vì vậy, nhất là các cặp tình nhân tuổi teen thiếu hiểu biết mà còn dùng thuốc tránh thai khẩn cấp thường xuyên để thay thế bao cao su hoặc các biện pháp khác thì nên chấm dứt ngay nhé, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Các bạn cần đến các bác sĩ chuyên khoa để được khám, tư vấn và sử dụng các biện pháp tránh thai thích hợp. Những người như sau thì không nên sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Quá mẫn cảm với mifepristone hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc. Người có bệnh của tuyến thượng thận. Bệnh nhân suy gan nặng. Những người bị hen. Người mang thai hoặc nghi ngờ mang thai. Chảy máu âm đạo chưa có chẩn đoán. Bệnh nặng về động mạch, huyết khối tắc mạch, u gan hay ung thư vú. Trong quá trình sử dụng thuốc, nếu gặp bất cứ dấu hiệu không mong muốn nào, hãy thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ để có những tư vấn thích hợp. Trong video sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng thuốc tránh thai
khẩn cấp loại 72 giờ cho phụ nữ cho con bú. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh Dược Sĩ Hòa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.